Các điệp viên Israel tin rằng thủ lĩnh Hamas Mohammed Sikwa, người được cho đã chết vào năm 2014, vẫn còn sống, ẩn nấp trong đường hầm dải Gaza suốt nhiều năm và chủ mưu vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Mohammed Sikwa là em trai của thủ lĩnh Hamas tại dải Gaza, Yahya Sikwa, người bị Israel xem là kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất. Bản thân ông Mohammed bị coi là nhân vật chuyên tham gia các vụ bắt cóc và trà trộn xuyên biên giới. Có tin người này đã chết vào năm 2014, nhưng điệp viên Israel khẳng định ông đã ẩn nấp nhiều năm trong các đường hầm bên dưới dải Gaza. Theo thông tin từ phía Israel, ông này dính líu đến việc lên kế hoạch cho vụ tấn công hồi tháng trước khiến 1.200 người Israel thiệt mạng. Hamas cũng đã bắt cóc hàng trăm người làm con tin, với hy vọng dùng số con tin này để trao đổi khoảng 5.000 người Palestine trong các nhà tù của Israel. Một cựu giám đốc phụ trách chống khủng bố tại cơ quan tình báo Israel nói với báo Telegraph rằng có một nhóm từ 3 tới 4 nhân vật chủ chốt đứng sau vụ tấn công Israel đầu tháng 10. Mohammed được cho là người đã giải cứu anh trai mình là Yahya Sikwa khỏi nhà tù ở Israel sau vụ trao đổi con tin năm 2011. Theo ông Ron Salomon, nhà phân tích tình báo độc lập, chủ trang blog Intel Times, Mohammed được xác định là người lên kế hoạch chính trong việc tổ chức những cuộc chiến, tàn sát và bắt cóc hàng loạt người Israel ở các khu định cư. Hiện nay, kể cả người dân ở Gaza cũng không còn ai nhận ra Mohammed. Người này được mô tả luôn di chuyển bí mật trong một cự ly giới hạn nhằm tránh bị ám sát. Ông Solomon giải thích rằng việc làm giả cái chết của Mohammed là một phần trong sứ mệnh bảo vệ một trong ba chỉ huy bóng tối của Hamas. Các điệp viên Israel tin rằng Mohammed hiện được giao trách nhiệm bảo vệ anh trai mình Yahya Sikwa, người mà Israel mô tả là người chết biết đi.